Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chịu có về một bộ bàn trúc cho cô chú anh chị mình ha, với bộ bức nu quan gõ đỏ, đồ pháp, đèn dầu để giao lưu cho cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây là mã số 1 đầu tiên, cao 60 đó. Đây chiều dài để em đo cho cô chú anh chị mình chính xác, dài là 1m28, liền lạc lành lặn đó, bức nu quan đó. Đây chất liệu gỗ là bằng gõ đỏ khảm móc rất là đẹp luôn, liền lạc lành lặn nguyên tấm nha. Đó, cái này là nguyên tấm gõ đỏ nha cô chú anh chị mình ha. Đó, rất là dày dặn. Đố này dày là 4 phân. Đó, 4 phân nha cô chú anh chị mình ha. Đó, nguyên một tấm gõ đỏ. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em bức nu quan. Đó, đây, rất là đẹp luôn nha, liền lạc là lặn hết. Bức này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. 8,5 triệu. Đây. Mã số 2 đó chính là một cái đồng hồ Carillon 10 gông 10 búa, hàng này là nội địa, mặt là cẩm lai cẩn hóc rất đẹp, liền lạc lành lặn. Chuông thì em bao đánh rất là hay. Đó, bao test cho cô chú anh chị mình luôn, cô chú anh chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ Zalo. Em test tại chỗ cho cô chú anh chị mình coi bên Zalo luôn nha. Đó. Mặt kiến là ghim luôn, 10 gông 10 búa, hàng nội địa của Đức. Đó, bao xài cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, 3-4 năm là chuyện bình thường nha. Đó, mã số 2T. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng có giá là cây này thì có giá là 23 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha, 23 triệu. Mã số 3. Đó, một chục cái dĩa con gà Nam Bộ, đường kính 2 tấc, liền lạc lành lặn, chục cái. Đó, 500.000 bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn, chục cái 500. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 4. Một cặp ché Nam Bộ, cao là 37, chu đậu Nam Bộ nha. Đó, chu đậu. Đường kính miệng là 2 tấc 2, hoành bụng lớn nhất là 115, liền lạc lành lặn luôn. Đó, bên đây thì có lõi lò nha, cũng như mình hai cái bên đây nó có lõi lò. Lõi lò nhưng mà nó không có bị chảy nước nha, nguyên si lành lặn, bao đẹp cho chị mình luôn. Cặp này thêm giao lưu cho quý chị mình luôn, có giá là 2,2 triệu, bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Còn một cặp duy nhất. Mã số 5T đó chính là một bức tranh. Đó, cũng như mình xem giùm em nha. Đó, đồng quê. Đường kính mâm 5 tấc 2, trọng lượng nặng 1,2 kg. Đó, đây bao đánh bóng và bao phí ship giá là 1 triệu, bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Cặp chân đèn chuẩn xưa. Đó, cặp này cũng phản cỡ nặng nha quý chị mình ha. Cao là 3 tấc 2. Đó. Đồ này thêm bao chuẩn xưa cho quý chị mình luôn nha. Đó, bỏ qua cân nặng nó thử coi. Đó, mã số 6T. Cân nặng của nó luôn là 4 kg. Cặp này thêm giao lưu cho cô chú chị mình luôn, giá là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đây. Một cái hũ nha cô chú chị mình ha, của tàu xưa. Đó, hũ sâm. À, hũ đựng sâm tàu xưa nha, rất là đẹp luôn. Đây. Liền lạc là lặn luôn. Cao của nó luôn là 1 tấc 2. Đó, hũ này chu vi bụng nó luôn là 35, hoành bụng. Mã số 7, liền lạc lành lặn, bao đẹp cho anh chị mình luôn. Cái này thì giá là 600, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Mã số 8T, 5 cái ly và 1 cái bình trà. 5 cái ly này là ly Nhật nha anh chị mình ha. Đó. Đây, hàng châu Âu xưa, 5 cái ly này là hàng châu Âu xưa nha. Cái khay này là khay Nhật nha. Đây, bình trà này là bình trà Nhật nha anh chị mình ha. Đồ chuẩn, đồ xưa nha. Đó, miệng thì nó khi khờ khờ miếng nhẹ dưới đây nè, cũng như mình thấy giùm em nè. Đó, còn như là lành tích hết. Đó, bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, giá là 1,2 triệu, bao ship toàn quốc nha. Đó, mà cái bình không là hơn 1,2 triệu rồi. Đó, đây em có một bộ tách trà. Đó, đó lên hết ly luôn đi. Đó, mã số 9. Đó, số 9, số 10 là một bộ này thì nó rất là nhiều nha cô chú anh chị mình ha. Nó gồm có là, đây đem coi thử coi nha, nó gồm có là bao nhiêu cái dĩa, bao nhiêu cái ly nha. Số 9, số 10. Đó. Đây, dĩa chồng lên đây luôn. Đó, đây, lên hết một bộ đây lên trên này luôn. Đó, đây cũng nhìn xem giùm em nha. Đó, bộ này rất là nhiều. Đó. Nói chung là một bộ của nó luôn đó. Đây. Nó gồm có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái ly. 10 cái ly và một bộ bình trà Pháp xưa. Đó. Cô chú chị mình xem giùm em ha, gốm sứ lên men gạn rất là đẹp luôn. Đó.
xung quanh này là men bóng nha. Đó, vẽ tay mà nó phủ lớp men bóng ở ngoài luôn. 10 cái ly, 10 cái dĩa và một bộ tách trà. Đó, cái và cái bình trà này khoảng 1 lít nước nha cô chú chị mình ha. Liên lạc lành lặn bao đẹp cho anh chị mình luôn, chuẩn đồ của Pháp xưa. Đó, cô chú chị mình xem nhìn cái hoa văn nó rất là đẹp. Đó. Bộ này thì em giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.800.000 bao ship toàn quốc nha. 10 dĩa, 10 ly và một bình trà. 2.800.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Mã số 11 đó chính là một cái bình chu đậu cao 2 tấc 9, đường kính miệng 11 phân, hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 63, nguyên si lành lặn. Đó. Đây. Đó, có giờ mình xem giùm em nha, đã canh một tiểu phu. Đó. Bình này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 900.000 bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. Một cái mang sông đèn AIDA. Đó, nắp chụp này là chụp Trung Quốc nha. Đó, kiến này là kiến bình thường. Cây này thì giá là 1.700.000 bao lên lửa cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, cây này là cây ách cơ, mã số 13, giá là 1.600.000 em cũng bao lên lửa luôn. Bầu là bầu thao trước 575 hết nha. Đây, một cặp đèn gớm long ẩn. Đó, quên em xin lỗi, sơn thủy. Đó, mộc này mộc thành quá nhưng mà đèn này nó không có tới tuổi thành quá nha cô chú chị mình ha. Nó khoảng có chừng 7-8 năm, 8-9 năm thôi. Mã số 14T. Đây là một cây này là 1 lít dầu. Đó, cây đèn này là 1 lít dầu nha cô chú chị mình ha. Cặp này thêm giao lưu là 950.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn, 950.000. Mã số 15T, một cây đèn đồng. Cao của nó luôn là 45. Chân này nó hơi khờ khờ với này tí xíu nha. Đồ này đồ xưa thì nó phải có tình trạng này nha cô chú chị mình ha. Đó, bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc giá là 1.300.000 bao ship bao đánh bóng toàn quốc luôn. Đây tới những cái đèn 1 lít dầu nha cô chú chị mình ha, mã số 16 và 17. Mấy cây này là trên lít dầu hết trơn nha cô chú chị mình ha. Cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, đồng giá tiền một cây là 1.300.000 bao ship toàn quốc nha, một cây là 1.300.000. Đây. Đó, cây gốm sứ này giá mã số 18 cũng giá là 1.300.000 luôn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Mã số 19 đó là một cây đèn để chân. Đó, cao là 46, với chân này nó có cái giá để nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây nó có cái khắc. Đó, cái này giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc nha, chất liệu bằng đồng gốm sứ. Đây, tới cặp đèn pha lê mã số 20 và 21. Đó, đường kính bầu 1 tấc 4. Đó, cây chân đồng, cây chân Atimon. Đường kính bầu 1 tấc 4 luôn. Đồng giá tiền là 1.800.000 một cây, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Nếu mà cô chú chị mình ở gần thì em tính giá 1.700.000 một cây nha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, nếu mà ở gần giá là 1.700.000. Đây, một cái bàn chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Đó, cái này là mộc, này là mộc tự nhiên, em đã sạc giấy nhám ra để coi cái thân cây nó có đúng như vậy không, lấy khăn ướt coi. Đó. Đó, đây là dân cây tự nhiên, chưa đánh bóng. Đó, chưa sơn PU, chưa có sơn cơm lắc hoặc là quýnh bạc ni, chưa có gì hết. Mộc nguyên thủy, 4 ghế một bàn, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Đó, khi mà cô chú anh chị mình á, chúng em mà đánh lên á thì nó sẽ là như vậy. Đó. Nếu mà phun một lớp bóng lên thôi, nó là như vậy. Đó, cô chú anh chị mình thấy nè, nó đổi màu liền. Đó. Đó. Còn cô chú anh chị mình pha thêm miếng nâu nữa nó rất là đẹp. Đó. Em mua bán có sao nói vậy nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, khi mà đánh lên là nó là như vậy, lên dần cây nước nó là như vậy. Nó rất là đẹp, liên lạc lành lặn hết trơn. Còn cô chú anh chị mình muốn để mọc tự nhiên như vậy thì vẫn được luôn. Đó. Đây, đem đo trọng bề ngang đó nha. Mã số 22, bề ngang mặt bàn 90. Bề ngang là 9 tấc, chiều cao của nó luôn là 75. Đó, 4 cái ghế, bề ngang phủ bì ghế 62, lọt lòng ghế 47, vách lưng ghế cao là 1m1. 4 ghế một bàn nguyên si lành lặn, bao đẹp cho anh chị mình luôn. Chất liệu gỗ là gỗ đỏ nguyên khối nha cô chú chị mình ha, hoa văn hoa tiếng chạm tay. Đó, mặt là mặt đá nha, nguyên si lành lặn, không có bị tì vết lỗi lầm chỗ nào hết. Giá em giao lưu với cô chú chị mình luôn, giá là 38.000.000 bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước nha. 38.000.000, 38.000.000 em bao phí ship 1.000 cây số. Cây là em bao cho quý cô chú chị mình không có mối mọt hoặc là giác gian hết trơn nha. Đó, cây là nguyên si lành lặn. Đó, cái này là em phủ lớp bóng cho cô chú chị mình vẫn được luôn.
Đó. Thanh Diệu xin trân trọng cảm ơn các anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Diệu rất nhiều. Thanh Diệu trân trọng cảm ơn và cảm ơn.